thông tin vào chúng ta sẽ thấy dễ dàng hơn. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đưa hình ảnh vào cho cái trang web của mình. Tôi sẽ đặt một cái layer mới và đặt tên là hình ảnh. Trên cái hình ảnh này tôi sẽ tạo một cái set folder. Và cái group này là cái group chuyên chứa về hình ảnh. Và ngay tại layer này tôi sẽ đặt là hình ảnh 1. Và trong cái trang web này chúng ta có 4 cái hình ảnh thì chúng ta lần lượt sẽ có 4 cái layer chứa đựng về hình ảnh 1, 2, 3, 4. Tức là ngay tại cái set này gồm có cái mảng là nền, trong cái nền này sẽ chứa cái logo. Và đứng ngay tại nền này tôi sẽ đặt một cái tên. Ví dụ là màu xanh. Và chúng ta sẽ sử dụng công cụ vùng chọn để vẽ ra một cái nền màu. Và chúng ta sẽ chọn một cái màu. Và cái bài này chủ đạo là chúng ta đi về màu lạnh, do đó chúng ta sẽ sử dụng cái màu tombstone, tức là nó đi tương đồng với màu lạnh với nhau, thì những cái màu sắc của chúng ta nó sẽ thay đổi cái sắc thái nhiều nhưng mà làm cho màu sắc của chúng ta nó rất là hài hòa. Ví dụ như tại đây tôi sẽ gõ thông số vào 99147 và 171, giống như là cái màu sắc của cái trang web minh họa. Trên cái trang web của chúng ta có những cái chi tiết rất là nhỏ và chúng ta muốn cho chính xác. Chúng ta sẽ mở rộng cái vùng hình ảnh của mình lên. Chúng ta sẽ điều chỉnh cái hình ảnh lại cho bằng với cây thước. Và điều chỉnh cái nền màu xám. Chúng ta gọt bỏ cái phần dư.
Và sau khi có nền màu xám, nền màu xanh rồi thì chúng ta bắt đầu đưa logo vào. Và đối với logo này, khi chúng ta đưa vào, chúng ta sẽ đặt ở một cái vị trí nào mà chúng ta cảm giác rằng nó sẽ nổi bật cái logo lên trước mắt. Ví dụ như bây giờ cái logo này nếu các bạn đặt ở một cái điểm nào mà các bạn cảm giác tùy thích chẳng hạn. Ví dụ như các bạn đặt như thế này thì rõ ràng rằng cái logo của các bạn sẽ không nổi bật, là bởi vì bị những cái hình ảnh xung quanh, những cái màu sắc xung quanh nhiều quá, nó sẽ làm cho cái logo của chúng ta giảm cái giá trị xuống. Do đó chúng ta sẽ đặt ở một cái điểm nào mà chúng ta sẽ thấy rằng xung quanh cái logo sẽ không bị những cái chi tiết nào mà các bạn chỉ cảm giác rằng cạnh tranh với cái hình logo này. Do đó chúng ta đặt ở cái vị trí này là chúng ta thấy rất là thích hợp, là bởi vì chúng ta sử dụng cái nền màu là màu đơn, và cái nền màu này là nền màu lạnh. Cái màu này nó sẽ êm khi chúng ta đặt cái màu trắng vào, và trên cái màu trắng này thì nhấn mạnh là cái nền màu xanh đậm, do đó cái logo của chúng ta sẽ nổi bật lên. Và chúng ta sẽ thu nhỏ cái logo lại cho vừa với tầm mắt nhìn, là bởi vì nếu cái logo chúng ta để lớn quá thì chúng ta sẽ thấy rằng cái logo của mình cảm giác rất là bị chật chội trong cái khoảng không gian này. Mục giới thiệu và liên hệ, tức là khi cái người xem họ sẽ nhìn vào những cái trang trong và họ muốn click vào cái trang chủ thì họ sẽ click vào cái bích tông này. Hoặc là phần giới thiệu, tức là sẽ giới thiệu về trường với những cái nội dung chi tiết hơn về lịch học, ngày học, vân vân, tức là những cái thông tin rất là cần thiết về trường Việt Úc School này, thì cái người xem sẽ click vào cái mục giới thiệu này. Hoặc là cái người xem muốn liên hệ về trường, về những cái địa chỉ liên kết, hoặc là văn phòng đại diện, hoặc là trường Việt Úc School này có những cái thông tin chi nhánh gì, thì cái người xem sẽ click vào cái mục liên hệ này. Và tại ngay ba cái mục này chúng ta sẽ có ba cái icon tượng trưng cho: mục đầu tiên là trang chủ, mục thứ hai là giới thiệu, và mục thứ ba là liên hệ. Và ngay trên cái mảng này chúng ta sẽ sử dụng cái mảng ngay đây để làm chứa ba cái bích tông. Thì trên cái mảng này các bạn sẽ thấy rằng khi sử dụng cây thước chia đôi hai cái mảng này ra thì các bạn thấy rằng chúng ta có cái mảng nằm phía bên tay trái, và để cân đối với cái mảng nằm bên tay trái này thì chúng ta sẽ có cái mảng nằm bên phải. Nhưng mà nếu cái mảng nằm bên phải này chúng ta sẽ sắp ngang hàng với chữ Việt Úc School này thì chúng ta sẽ không thấy hay, là bởi vì nó lặp lại theo một cái hàng ngang quá. Cái cân đối ở đây chúng ta không có suy nghĩ cứng nhắc là lặp lại thì nó phải giống y hệt về cái mảng hình, về cái màu sắc vân vân, mà cái cân đối ở đây đôi khi chúng ta sẽ thay đổi con mắt nhìn một chút thì chúng ta sẽ thấy cái mảng hình của mình sẽ hay hơn nhiều. Và so với cái mảng này thì thể hiện cái tính cân đối ở đây thì chúng ta cũng có một mảng nằm bên phải, nhưng mà chúng ta sẽ đưa cái mảng hình của mình nằm phía dưới này thì để cho con mắt người xem sẽ thay đổi cái đường nét một chút. Thì do đó ngay tại cái mảng này tôi sẽ tạo tiếp một cái nền ba cái nội dung của cái trường Việt Úc giới thiệu về học ngoại ngữ, thì chúng ta sẽ thay đổi nó bằng một cái mảng màu. Và trong cái nhóm thông tin thứ nhất này sẽ có cái phần đó là nhận lịch khai giảng. Thì tại cái mục này, cái người xem có thể tìm kiếm vào những cái ngày khai giảng của các
các khóa học khác nhau, thì họ sẽ list vào cái mũi tên để tìm đúng cái thông tin, đúng cái ngày tháng mà họ cần thiết. Thì để đặt cái tên, cái nhận lịch khai giảng này, làm sao cân đối cho cái mảng màu này nếu chúng ta để nằm ở phía bên trên. Theo như cái tỷ lệ chiều cao của cái mảng màu xám thì chúng ta lại thấy là trống cái phần phía dưới. Và nếu chúng ta đặt cái câu nhận lịch khai giảng này nằm phía dưới sát cái ranh giới màu xám thì chúng ta lại thấy trống cái phần phía trên. Do đó, để cân đối giữa một cái dòng chữ nhận lịch khai giảng này và cái mảng chữ nằm phía bên tay trái thì chúng ta sẽ đặt nó chính giữa để cân đều hai bên. Và làm sao thấy được cho cái người xem là sẽ click vào tiếp cái nội dung để họ xem cái nội dung cái bài này sẽ nhiều hơn, đi sâu vào chi tiết hơn, thì chúng ta sẽ có tiếp cái biểu tượng. Và cái biểu tượng này họ sẽ nhìn và click nhanh nhất vào cái nội dung của trang trong. Và sau khi nhìn vào cái trang thiết kế nói về trang web học tập thì các bạn sẽ thấy rằng chủ ý của người thiết kế dành một cái màu sắc cho một cái chủ đề về một cái môi trường đào tạo thì cái màu sắc các bạn sẽ thấy khác với cái bài tập số 6 khi chúng ta thiết kế một cái trang web tủ tin dành cho dịch vụ giải trí. Thì nói về màu sắc trong thiết kế rất là bao la, rất là rộng. Mỗi một chủ đề, mỗi một phong cách, mỗi một cách trình bày khác nhau thì cái màu sắc của chúng ta sẽ đi theo cái chủ đề cũng như là đi theo cái gam màu của từng cái trang web. Sau khi các bạn hình thành cái trang web thiết kế về đào tạo, chúng ta sử dụng cái màu sắc đúng với cái chủ đề thì cái bài tập cho cái bài màu sắc này là các bạn tập thiết kế một cái website giới thiệu về một cái trường ngoại ngữ. Các bạn có thể vào cái địa chỉ của cái website này để các bạn tìm hiểu thông tin, tìm hiểu chức năng hoạt động. Và từ đó các bạn có thể sử dụng cái hình ảnh cũng như là cái màu sắc cho chữ, cách trình bày, giao diện vân vân để chúng ta tập làm một cái giao diện thiết kế khác. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi